Thanh tra tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan và thành phố Long Xuyên vừa có buổi đối thoại giải quyết khiếu nại lần hai đối với các trường hợp trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Cụ thể, đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Trần Quốc Hội, bà Nguyễn Thị Thu Ngân, bà Trần Thị Phương Thảo, khiếu nại quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên liên quan dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn, đề nghị nâng giá bồi thường đất cây lâu năm lên 4 triệu đồng trên 1 mét vuông. Ông Nguyễn Quốc Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang xem xét bán một nền nhà tái định cư. Ông Lâm Đức Trung, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu mua hai nền tái định cư tại vị trí đất bị thu hồi hoặc khu Tây Đại học mở rộng. Tại buổi đối thoại được sự động viên của các cơ quan ban ngành, ông Trần Quốc Hội, bà Nguyễn Thị Thu Ngân, bà Trần Thị Phương Thảo, ông Lâm Đức Trung đồng thuận với quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, qua đó đồng ý rút khiếu nại. Riêng hộ ông Nguyễn Quốc Nguyên vẫn giữ nguyên khiếu nại. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang đã ghi nhận sự đóng góp của các công dân trong quá trình thực hiện dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Qua đó giải thích những nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên trong hoạt động bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án. Theo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh An Giang, đủ căn cứ khẳng định quyết định giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên đảm bảo đúng, đủ quy định của pháp luật. Sau buổi đối thoại, Thanh tra tỉnh An Giang tiếp tục báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sớm ban hành văn bản trả lời chính thức cho công dân.